Ok nhá, xin chào các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Quỷ Hải Tặc một chút. Thì hôm nay ta cùng nhau quay trở về đến giải đấu công hội chiến. Thì nói chung là trước khi vào nội dung chính của cái video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Và nói chung là giải đấu lần này nếu vất vả một tí, càng ngày chơi game càng lâu thì cái độ phiền phức cũng hơi nhiều. Chúng ta vì lần này quản nhiều hội quá. Thì hiện tại đây, hiện tại thì ở thời điểm này, hiện tại mình đang quản lý công hội rank rank 1 của bên S109, là công hội của nick, bên nick của Trang, người yêu mình. Tiếp tục là công hội server thứ hai, server S59, là công hội quên bố là tên là gì để mình xem lại cái tên nữa. Hội tên là Chiba, hội Chiba của bên anh Gru, anh Tuệ Minh, là cái hội mà bên khách hàng thân thiết của mình. Và cuối cùng là cái hội cuối cùng là cái hội chính của mình, lúc đầu mình tạo game là cái hội Spring, là cơ hội bên cái nick chính của mình hiện tại. Đấy, ít nhất là có ba cái hội. Thì nói chung là về tổng quan sức mạnh ấy thì bên S59 sau khi được gộp server xong thì chắc là cứng nhất rồi. Sau đó thì đến mạnh thứ nhì chắc là cơ hội bên S1 Spring, sau yếu nhất thì chắc vẫn là S109 với cơ hội rank 1, tại vì các bạn server mới nó hơi khó. Đấy, thì hôm nay ta sẽ đi xây dựng chọn đội ngũ cho ba cái cơ hội này. Còn tất nhiên là nói về mặt dự đoán trước cái kết quả, thì nếu mà cho mình quyền dự đoán, mình không biết lên video này sợ nó có kết quả mất rồi, nhưng mà nếu mà giả sử cho dự đoán mà trong cái thời điểm mình đang quay video là khoảng tầm 3 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2022 ấy, sáng sớm bắt đầu đi tạo team đấy, không biết đi kiểu chọn thành viên đấy, thì gần như là cơ hội cao nhất có thể đi được xa nhất thì chắc là cơ hội của S59 đấy, thì nó gộp server thành viên nó khỏe hơn. Xong rồi có cơ hội đi xa xa cũng không không, tức là chỉ có cơ hội qua vòng loại và chắc dừng chân sớm thì chắc là cơ hội Spring của mình. Tiếp tục nữa là có nguy cơ không qua được vòng loại chắc là S109. Đây là về cái thực sự khách quan nhất mà nói về thực tương quan thực lượng là như thế. Còn bây giờ ta đến cơ hội đầu tiên, nhất là cơ hội tôi đang tiện nick lớp X trước, thì tôi vào đi xây đội cho cái bên này. Thì cơ hội này đây bị cái bất lợi chút ở đây là mình thấy có dấu hiệu của sự nghỉ game mà không chưa rõ lý do. Ví dụ đây có trong cái top top 10 người cống hiến cao nhất thì có Nicky Phở. Nicky Phở tuy đứng chưa phải gì là vượt trội lắm so với mặt bằng của cái cụm server cuối, nhưng mà tuy nhiên thì so với trong server nó cũng là một nick khá là mạnh. Mà hiện tại bây giờ off mất trên 30 ngày rồi thì hơi căng. Cũng không biết là off có đưa lại nick cho ai không, thì cái này hơi khó. Tiếp tục nữa ở đây là tiếp tục xuống dưới ở đây là tiếp tục đến nick Leo. Leo có thể nói là một trong nick mà khỏe nhất trong cái công hội của bên S109, nhưng mà không biết vì lý do gì đó mất tích hơn 2 tuần rồi, nên nghe chừng hơi căng quá. Vậy như vậy là gần như là mất đi hai thành viên nó khá là quan trọng. Còn phía dưới một chút xíu thì off một ngày không quan trọng, chắc là bận tí gì lại on lại thôi. Còn bây giờ nói chung mấy cái chỗ off 1-2-3 ngày đấy cũng không quan trọng lắm nhá. Và chủ yếu là căng nhất là cái nick Leo là nguy hiểm nhất này, với nick Phở, hai nick đấy là hơi tiếc. Thực ra nick Leo thì cũng đỡ một chút xíu, vì đôi khi mình có cầm nick, trường hợp xấu nhất thì mình chui vào nick thì cũng thể cập nhật cơ bản được. Nhưng cái vấn đề chính ở đây ấy, đó là mình thì mình bây giờ hiện tại thời điểm hiện tại mình chơi là gần như ngày nào mình chơi ít nhất là khoảng tầm 6 nick. Như vậy thì cái việc mà cứ thêm một nick offline lại mình bất công mình vào chơi ấy, là điều không thể. Mà chủ yếu là khi ai có thuê mình chơi hộ, hoặc là ai có mở lời có thể xem xét tình hình, có thể mình sẽ hỗ trợ. Còn như trường hợp nick Leo ở đây hiện tại đợt này là off là không thấy nói gì, nên thành ra là thực sự là cũng rất là ngại vào, tại vì nhiều nick quá rồi. Nếu giả sử mình chơi một nick là mình vào hộ luôn đấy, mà hiện tại giờ mình chơi 6-7 nick rồi, bây giờ nếu mình vào thêm một nick nữa rất là áp lực. Bây giờ bỏ cái mỗi nick nó tiêu tốn của mình khoảng tầm 15-30 phút đi, bây giờ cứ thêm một nick thêm mất nửa tiếng, mình còn phải đi làm kênh, mình còn phải chơi nhiều game khác, còn phải làm video linh tinh nữa, thì thực sự cái việc chơi nó hơi khó khăn. Còn nếu mà chỉ là chơi 1-2 nick thì rất là dễ, thì game hải tặc chơi khá là nhàn.
nên ra đây áp lực rất là lớn. Nên ra nhiều khi vì sao mình phải chấp nhận để một số nick nó off, và dù mình có cầm tài khoản, tại vì thực ra mình không thể chơi hộ các bạn mãi được. Nếu mà kiểu mình chơi hộ mình biết là kiểu bạn chơi bảo kiểu đi công tác bận một tuần, bảo mình chơi hộ một tuần thì còn có cơ sở để chơi được. Còn bây giờ không biết bao giờ bạn trở lại thì thực sự rất khó chơi. Mà gỡ một nick này mình cầm nhưng không phải người ta không bảo người ta nghỉ game. Người ta chỉ bảo đơn giản bây giờ là không thấy đâu cả thì cũng không dám đưa cho người khác. Để đưa người khác nhưng mất nick về sau người ta quay lại chơi không có thì mang tiếng thôi. Thôi chấp nhận để off. Đấy kiểu kiểu như vậy. Nên bây giờ ta tiếp tục đi dò tiếp các thành viên khác đúng không? Thì xem có ai ấn tượng không. Mà nghĩ trong F109 năm mới thì chắc là 30 người cống hiến cao nhất chắc cũng sẽ là 30 người mạnh nhất thôi. Ví dụ ở đây đội hình đang có đây hiện tại dò từ cuối lên trên thì hiện tại sau khi Leo off thì dẫn đến là Be Snow hiện tại là mạnh nhất trong công hội. Rồi tất nhiên là có thể mình sẽ vào Nick Leo đẩy lên một chút xíu trong quá trình mà mình trước khi giao chiến chắc mình sẽ vào qua Nick Leo một chút để đẩy nâng qua cao lên chút để cập nhật vào. Nhưng mà đại khái mạnh nhất hiện tại sẽ là Be Snow. Sau tiếp tục là mạnh cao nhì sẽ vẫn là Leo, tại vì các bạn dù đã off game nhưng mà cái chỉ số đầu tư khá nhiều ấy nên vẫn chênh rất là nhiều. Tiếp tục mạnh thứ ba là Foren, nhưng mà thấy là từ Foren đến này bắt đầu chênh xa xa đấy. Xong từ Foren đến nick của mình, nick đang cầm lên nick Taylor X này đã bị chênh khá là nhiều này, đúng không? Nên vậy là càng nói chung là từ chỗ này trở xuống bắt đầu tụt hẳn, đúng không? Đấy rồi tiếp tục đến phở đến đâu phải Nosun, Phong Thần, Imus này, Kratos này, Three Zone gì đấy. Nói chung là cái tầm cái top mà 10 người cuối ở đây ấy, thì gần như là những người gần như chơi cứng nhất rồi. Còn tầm 20 người phía trước đó thực sự mình nghĩ các nick đều yếu như nhau. Nên là cho vào hay không cho vào cũng không quan trọng lắm. Ở đây thì tất nhiên ở đây mình có cái nick tuyết ẩm với lại cái nick T-Lub-X mình cầm là mình cũng chưa điều chỉnh đội hình. Nếu mình điều chỉnh thì chắc nó mạnh hơn chút đấy. Tại vì lâu lắm thì mình chưa nâng cái gì cho mấy cái nick đấy. Mình cứ để chơi cầm cự qua ngày lắm nick quá phải chơi ấy. Không có thời gian nâng cấp thì mình cứ để nếu mình nâng lên một chút xíu chắc sẽ mạnh hơn chút. Thì có thể nâng cái lực chiến lên chắc là khoảng tầm 5 triệu chẳng hạn, kiểu kiểu vậy. Thì chắc là lên thêm chút. Cũng như là nick tuyết ẩm là mình cũng chưa cho lên con Domingo. Mặc dù mình đã có Domingo rồi bận chưa nâng thì có thể mình nâng thêm Domingo tăng sức chống chịu lên tí. Thì có thể nick tuyết ẩm sẽ mạnh lên một chút xíu. Thì hiện tại mình đang để nick tuyết ẩm đang kiểu khá là lung tung, mình chưa thèm sửa. Thì có thể mình sẽ sửa nick tuyết ẩm lên một chút xíu, kết hợp với lại nâng nick T-Lubix thêm một chút thì nó sẽ khỏe hơn tí. Còn lại nick Leo mình sẽ vào để mình cập nhật thêm một chút xíu nick Leo nữa. Còn phía trước ở đây những người off này bây giờ mình phải xem lại xem là ví dụ như người thấp nhất hiện tại là Mika đúng không? Thì mình xem là sau Mika còn bạn nào có đang online không cho người ta vào. Tại mấy cái nick lực chiến thấp quá thì thường nó không chênh nhau nhiều. Còn nếu không ai không có ai đang chơi ấy, thì có thể mình vẫn để nguyên như vậy thôi. Ví dụ xuống dưới này mình lấy bạn Mika là khoảng tầm bạn thứ 30 là bạn Mika đúng không? Ở đây đến xem nào. À không, hình như là à không nó lấy 3 người công hiến cao nhất nhưng mà xếp theo lực chiến nên cái Mika không phải nick cao nhất. Mà nó phải rơi vào cái nick dưới nữa cơ. Ví dụ đây cái đến nick 30, ví dụ đây đứng thứ 30 đây thì bạn Tiên. Bạn Tiên thì như là thứ 30 mình kiểm tra chứ có bạn Tiên trong danh sách này. Đây, bạn Tiên thì như bạn Tiên này cũng đã off nhiều rồi đúng không? Lấy từ bạn Tiên trở xuống sẽ là những cái bạn không có trong danh sách. Nó sẽ lấy 30 người cống hiến cao nhất là auto lấy như thế. Còn trong đó thì trong 30 người đó cho phép mình điều chỉnh 15 người cống hiến cao thấp hơn trong 30 người được chọn. Thì có thể được điều chỉnh ra vào. Mình xem dưới bạn Tiên xem còn bạn nào có thể online nhé. Hầu như phía dưới toàn người offline rồi. Đấy, phía dưới ở đây hiện tại mình không thấy các bạn nào online phía dưới. Thế đấy mình thấy có ai online phía dưới thì mình cho người ta vào. Còn nếu mà offline hết rồi thì thôi. Như vậy hiện tại là server không đủ 30 người nhé. Tất cả phía dưới đều offline hết rồi nên thành ra auto để 30 người là 30 người mạnh nhất rồi. Đúng không? Ở trong đó thì có thể thấy tình cảnh ở đây hiện tại trong 3 người mạnh nhất ở đây hiện tại thì có 1 nick online này, 2 nick online này, 3 nick online này. Ba nick còn chơi nhé, có thể ta đang offline vì đang mình quay sáng sớm. Nhưng mà ba nick còn chơi. 4 nick, 5 nick, 6 nick, 7 nick, 8 nick. Off một ngày à. Thôi bỏ qua đi, nick này nick 9 này, 10, 11 này. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nói chung là khoảng tầm 18 nick. 18 nick còn chơi. Trong cái số 18 nick đấy thì mình chiếm 2 nick tuyết ẩm với nick T-Lub X rồi mình cầm. Chứ không vừa gọi cho còn 16 người còn chơi. Nghe trường căng nhỉ. Server nó hơi bị hưu hắt thì ra cái cơ hội vượt qua công hội chiến nó khá là căng đấy. Nói chung là cái này thực sự đến không can thiệp được nhiều. Mình chỉ có thể can thiệp nick Leo mình cầm, nick tuyết ẩm mình cầm, nick T-Lub X mình cầm để can thiệp được. Còn lại các bạn khác có trong danh sách này thì cố gắng update lực chiến vào để cố gắng làm sao vượt qua cái vòng loại. Còn thực ra mình nghĩ là cái cơ hội qua nó không cao đâu. Thấy đội hình nó hơi yếu. Thì đấy về cái tình hình của cái bên server F109 là mình chốt team như vậy nhé. Ví dụ bây giờ mình sang tiếp với lại cái server S59. S59 thì lực lượng nó sẽ khỏe hơn. Lực lượng sẽ khỏe hơn nên ta sẽ phải điều chỉnh một chút xíu. Thì ở đây xem qua cái lực lượng auto một chút. Auto nó chọn ở đây hiện tại chắc chắn những nick 30 ngày. Có thể mình sẽ bỏ ra cho nick khác vào.
Ví dụ đây mình xem bao nhiêu nick offline nhé. Đây là dàn cuối online hết là ngon này. Mà trong cái tên đây bạn có thể thấy là điều một số cái nick khá là khỏe mà các bạn xem kênh mình hay để ý là nick cam không có nằm trong danh sách không? Tại vì lực chiến nó khoảng trên 100 triệu thì chắc chắn nó sẽ nằm trong khoảng tầm thứ 27. Đó, khoảng tầm sẽ vị trí số 27. Không có đấy tức là không có trong danh sách. Tại vì đơn giản nó tính theo cái cống hiến auto nó chọn. Đó. Nhưng mà mình hoàn toàn thể can thiệp để bỏ bớt người ra để cho nick đấy vào theo cái quyền của hội trưởng. Hội trưởng có quyền là hội phó thì có quyền là báo danh. Nhưng mà hội trưởng là người quyết định xem là ai được đánh. 15 người cống hiến cao nhất công hội không thể bị vứt ra khỏi danh sách được. Nhưng mà 15 người cống hiến cao nhì thì có thể vứt ra được. Nên ra mình sẽ điều chỉnh ra cho cam vào. Nhưng mà đây trước mắt mình xem có những nick nào ọp. Thì ở đây ọp ở đây hiện tại ấy, thì hai dãy cuối là online hết, tức ít nhất là có 20 nick online này. Đây chỉ ọp có 2 nick thôi. Như vậy mùa này là khá lực lượng khá là đồng đều đấy. Với lực chiến thấp nhất ở đây hiện tại nó dao động ở đây là có cũng khoảng tầm 12 triệu lực chiến à. Và như vậy lực chiến tầm này thấy có vẻ cũng phải cao cao ấy nhỉ. So với tầm các server cũ là cũng có vẻ đáng nói đấy. Lực chiến thấp nhất là vậy, đúng không? Bây giờ tiếp tục 12 triệu hay là 1 triệu 2 ấy nhỉ? Ba chữ số. Ừ 12 triệu đúng không? Mình tính mình hay đọc sót con không, mắt kém đúng không? Bây giờ sẽ bỏ cái nick này ra, bỏ cái nick Facelet này ra để mình cho nick khác vào. Mình sẽ cho được hai nick khác vào, mình xem ở dưới 30 người có những ai mạnh không nhé. KK mà chắc chắn mình sẽ cho vào rồi. Mình xem dưới còn ai mạnh hơn nữa không. Đây đến hết 30, đây là đến cái nick 79 chào anh em, đây là nick này đứng vị trí số 30 này. Tiếp tục ở dưới ta còn nick Shredder. Một cái nick này lực chiến hình như cũng khá là cao. Tôi xem qua tài liệu một tí nhé. Tôi chọn những nhân tố mạnh nhất thôi, vì có thể người mạnh nhất không phải là người cống hiến nhiều cho ngộ, nhưng mà người ta về mặt sức mạnh người ta cao. Kiểu người ta chơi người ta lười, không ra khơi nấu ăn nhiều, không cống hiến bơm vào cái công nghệ thứ tinh tinh nhiều thì có thể người ta không nằm trong top 30, nhưng sức mạnh người ta không hề yếu. Đây nick này đây được chiến rơi đến tận 91 triệu, đúng không? 91 triệu được chiến, nick này chắc chắn mạnh. Sở hữu tướng thì cũng có một số siêu tướng cơ bản, có Queen đúng không? Sở thế mà không nằm trong top 30 thì hơi phí đúng không? Để cho nick này vào. Để đây mình sẽ cho nick này vào. Tiếp tục xuống bên dưới tí nào. Ở đây tụi mình có cái bạn này cũng đang online, xem qua tài liệu chút xem bạn ấy có khỏe không. Ta sẽ phải đi. Nói chung là bây giờ cái số lượng người online ấy nó lại nhiều hơn so với lại cái số lượng slot được đánh. Cho là 30 người đánh mà cái công hội bây giờ nó nhiều hơn 30 người rồi. 30 người hơn 30 người còn chơi rồi. Nên sẽ có một số bạn phải thiệt thòi một chút xíu là không được vào đánh nhá. Ở đây mình sẽ phải cho rất là công tâm, là những ai mạnh thì cho vào đánh. Chứ mình không thể nào mà có thể vứt một người mạnh ra cho một bạn yếu vào đánh được. Nên các bạn phải hết sức thông cảm vậy. Phải chơi hết sức công tâm thôi. Lực chiến ở đây nó rơi vào đây là khoảng tầm 13 triệu. Tại vì trước mắt bây giờ mình thấy là KKCam được chiến trên 100 triệu. Với lại nick Sirius này chắc chắn là ổn rồi. Hai cái này được chiến đều khoảng trung bình là khoảng tầm 100 triệu. Nhưng mà một người 91, một người trên 100 thì trung bình là khoảng tầm đấy. Thì trước mắt mình cho hai đi đấy vào trước. Sau đó mình lấy cái lực chiến người thấp nhất là cái thước đo. Sau đó mình xem tướng nick đó, xong so các nick khác, nick nào hơn thì sẽ loại bớt ra để thay thế vào, để lấy lực lượng mạnh nhất có thể đánh, đúng không? Bây giờ tiếp tục mình sẽ lấy ra nhé. Bây giờ trước mắt mình bỏ bớt hai người kia ra. Mình sẽ tiến hành là thay đổi người ra trận này. Ta sẽ cho rời cái nick 30 ngày ra với cái nick 6 ngày bỏ ra. Rồi cho cam vào. Cho các bạn nào mà không muốn bị thiệt thòi vì có một số công hội người ta cũng sẽ không để ý. Một số công hội hội trưởng quan tâm một chút xíu người ta sẽ để ý. Nhưng một số công hội người ta không quan tâm lắm ấy thì người ta sẽ không để ý nhiều đâu. Thì các bạn nên cố gắng cống hiến cơ hội nhiều một chút để lọt vào cái top 30 cống hiến ấy thì nó đỡ bị gặp tình trạng là mạnh không được đánh. Còn ví dụ như công hội này mình cầm thì chắc chắn mình sẽ cho nick nào mạnh vào đánh rồi thì không lo. Nhưng mà số công hội người ta không để ý thì có thể người ta có thể auto đánh ấy, thì chắc chắn là bạn mà cống hiến không nhiều là bạn không được đánh đâu, dù bạn có mạnh đến đâu, đúng không? Tìm nick ở chỗ nào nhỉ? Thì như mình xuống hơi sâu. Đây cam này, đây Shredder này. Thế mà lưu tạm vậy nhá. Sau khi lưu xong tắt đi bật lại tránh hợp bị lag, xong rồi xem lực chiến thấp nhất là bao nhiêu. Thì lực chiến thấp nhất hiện tại ở đây sẽ là nick Zozo với lực chiến rơi ở đây là 15 triệu. Và mình sẽ xem thử cái nick Zozo 1 này ấy, nó sẽ có những con tướng gì. Nếu mà giả sử nick khác có thể nó thấp lực chiến một chút xíu mà tướng nó xịn hơn vẫn có thể thay thế. Vì tìm cái nick Zozo đã trong khoảng 30 nick đầu tiên có nick tên là Zozo No 1 gì đấy. Mình xem người ta có con tướng gì đã. Đây, mình xem bạn ấy có tướng gì đó nhé. Tại nhiều khi lực chiến có thể người ta cao một chút xíu mà tướng người ta không mạnh lắm thì hội thắng không cao đâu. Nói chung lực lượng mùa này tương đối khỏe đấy nhé. Ở đây người ta đang chơi Luffy, Marco, Sabo à? Sabo không chơi Luffy, Marco, Rayleigh chăng? Đúng rồi, Luffy, Sabo, Rayleigh, Domingo. Tức là cái tướng ở đây chưa cứng lắm đâu nhé. Tức là nếu bạn nào ở dưới mà tướng cứng hơn thì có thể mình cho vào đấy. Rồi mình sẽ lấy bạn này làm tiêu chuẩn nhé, là khoảng tầm 15 triệu được chiến thôi, tinh tinh. Rồi mình chui xuống dưới tí này. Ở đây sau vị trí số 30-31 là Sirius mình cho vào rồi. Bây giờ mình xem tiếp cái nick này, mình quay về cái nick này. Được chiến thì thấp hơn rồi, nhưng mình xem tướng có hơn không.
mất công xem một chút nhé. Tướng nick này cũng không chênh mấy, cái dàn tướng nó không có đột phá được con A, được con A, nhưng mà con A thì cứ chưa trang bị đồ, đi tinh con A này cũng chưa phải con S2, con đây AS1, như vậy chưa ăn thua lắm, nick này không được vào. Tiếp tục xuống nick Adam nhé. Tại vì cái này mới gộp server nên đôi khi ta cũng không thể nắm được là ai sự là người mạnh, nó phải check qua một chút xíu thông tin tinh đấy. Còn chắc chắn là người nào offline không cho vào nhé, tại vì đa phần những ông mạnh ông còn online mới có giá trị cơ, còn ông mạnh offline rồi đánh nó cũng không có sự biến tướng đội hình, nó khó lắm. Nick này chơi Kizaru à? Kizaru giờ nó hơi bình dân. Nói chung thì Kizaru với Luffy thì cơ bản đánh thì rồi ra thôi, cái nick kia có Luffy cứ để nick kia đi. Lực chiến nick này nó rơi vào bao nhiêu triệu nhỉ? Cũng 11 triệu mấy đâu thôi, thì cứ để nick kia đi. Tiếp tục đến tiếp nick Regen 5 nhé, Regen 5 xem thế nào nhé. Nói chung là gộp server xong thì cái sự cạnh tranh nó khá khốc liệt. Nó có quá nhiều nick nó có thể lựa chọn được. Cái này lực chiến xem này, lực chiến xem thì bây giờ quan trọng là tướng. Nếu mà tướng không hơn thì vẫn ưu tiên cho người cống hiến cao hơn nhé. Nếu mà tướng xem nhau thì ai cống hiến cao hơn thì cho vào thôi. Nick này chơi Master Hole à? Master Hole thì có vẻ lại trội hơn Luffy một tí xíu nhỉ. Nhưng mà thực sự là nói để khác biệt nhiều cũng chưa phải khác biệt nhiều lắm. Để Master Hole phải thực sự là trâu bò, nó phải thực sự là máu rất cao thứ thì mới thực sự có thể lấn át đối thủ cơ. Vậy tầm nick này cũng chưa chơi nhiều, mình kiếm cái nick tranh hẳn mới thay. Và nếu mà xem nhau một chút xíu thì thôi. Nick này offline một ngày thôi bỏ qua, đến chép tiếp không cần 60. Mình cần đội hình nó phải online hết cơ. Chứ không bây giờ chẳng lẽ lại một đống người online lại để cho người offline vào, đúng không? Thì mình sẽ để người online vào. Lực chiến này 50 triệu hay 5 triệu vậy? Chứ 6 là ba số này. Ô 50 triệu được chiến à? Ô sao cái lòi cái nick này công hiến thấp thế nhỉ? 50 triệu được chiến, nick này khỏe hơn này. Đây có Chopper. Ồ nick này sẽ thay thế đấy. Cái này cũng có Luffy có Chopper được chiến tận 50 triệu cơ. Cái nick này chỉ là không bảo là đen, người ta kiểu người ta không cập nhật thôi chứ còn. Đây người ta chơi con gì đây? Đầu tiên là chơi Domingo là có một con này, Chopper là hai con này. Main là ba con này. Chắc là chơi trang bên nhá. Xanh là 4 con với Kizaru à? Rồi ok, đấy, nick này được ấy. Nick này mình nick này sẽ thay thế nick Zoro No 1 nhé. Đôi khi các bạn thông cảm với mình chút thì phải làm việc công tâm nhé. Ai mạnh hơn cho vào nhé. Chứ cũng không phải hắt hủi gì ai đâu. Đây nick không cần này, nick không cần được chiến cao quá, cho nó vào. Tất cả vì lợi ích chung nhé. Tất cả vì lợi ích chung, nếu một số bạn có thể ở trong danh sách tuổi bị loại ra một chút, các bạn phải thông cảm một chút vậy. Để cho những bạn nào thực sự mạnh vào, để người ta cần là cần đi xa. Nick không cần đâu, nick không cần đấy, lưu vào. Không, tắt đi ấn lại xem nào. Thì bạn thấy đấy, sau khi cập nhật xong nick không cần nó không nằm ở chỗ đầu tiên, tức là vì lực chiến nó quá cao mà. Nó rơi ở nhóm nào nhỉ? Nó bay đến đâu rồi? Nick không cần nó bay đâu nhỉ? Đấy nick không cần nó rơi tận đứng vị trí số 21 này. Nên lực chiến nó khá là cao. Đây người ta là chưa cập nhật lực chiến mới nhất đấy. Lực chiến cũ là 45 triệu. Người ta chưa cập nhật mới nhất nên nick này chắc chắn là hơn rồi, đúng không? Đấy người ta làm việc công tâm cho các bạn xem rõ ràng chứ mình chẳng thiên vị ai đâu. Rồi bây giờ đến tiếp nick Dạ Vũ nhé, mình xem nick Dạ Vũ là một tiêu chuẩn, mình so cái nick khác xem nào. Mình cứ so rõ ràng đội ai mạnh thì vào. Để mình lấy cái đội hình nó mạnh nhất có thể. À nick Dạ Vũ này trong top cống hiến thì chắc không vứt ra được. Tại vì nick Dạ Vũ đang cống hiến ở top mức độ 12. Mình nhớ như là 15 người đầu tiên là không bị bỏ. Ấn thử xem có bỏ ra không đã. Không bỏ được ta phải xét nick tiếp theo. Đấy là cái lợi thế một số bạn đôi khi bạn hơi yếu một tí. Nhưng mà vì bạn cống hiến nhiều không thể vứt bạn ra khỏi đội hình được. Đấy cái lợi thế của người cống hiến nhiều. Rồi mình kiểm tra thay đổi người đi nhé. Thử ấn rời trận xem có lưu được không nào. À vẫn rời cả. Vẫn rời được nhá. Thế vậy có vẻ như là nó cũng cho bây giờ. Ngày xưa nó không cho rời, bây giờ như cho rời hết. À nếu cho rời hết thì nick Dạ Vũ lại có nguy cơ bị loại đấy. Bây giờ mình tự mình dò tiếp nhá. Bây giờ lấy nick Dạ Vũ mình check đồ nhá. Mình check đồ nick Dạ Vũ một chút nhá. Mình thì ngày xưa nó không rời đâu, nhưng bây giờ có vẻ nó lại cho rời rồi. Hay tính trong 10, top 10 nhỉ. Mình nhớ là ngày xưa có những cái top lực chiến top cao là không bị loại, nhưng bây giờ bị loại chịu rồi. Nick này lực chiến là rơi vào tầm 19 triệu thì hơi báo động rồi. 19 triệu ở đây chơi con như Domingo Marco. Nick này tỷ lệ cao sẽ không đi được đâu. Rayleigh. Tại Sabo chứ. Đấy, rồi ok. Mức độ khoảng tầm 19 triệu lực chiến rồi, 19 đúng không nhỉ? Nhìn lại phát nữa xem nào. Có thể một số thông tin lâu có thể mình sẽ nhớ sai, nhưng ngày xưa mình nhớ trong top 15, bây giờ có thể là top 10, có thể bây giờ cho tự do. Đây được chiến này là rồi 19 triệu. Tiếp tục bây giờ mình dò dưới phía dưới tiếp nhá. Hôm nãy mình dò đến nick nào nhỉ? Nick
Regen 5 rồi đúng không? Nick không cần mình cho vào rồi. Cam cho vào rồi, để xem Nick đả cẩu này. Tại các bạn một số server người ta kiểu ra trước ra sau linh tinh, có thể điểm công hiến là không cao bằng ấy, nhưng mà thực ra sức mạnh người ta chả thua kém gì. Nick này lực chiến khoảng tầm 17 triệu, lực chiến là thấp hơn rồi, mình xem tướng này. Nhưng Nick này được cái hơn là có con Sanji. Con Sanji có vẻ là mặc dù nó bị phích yếu đi nhưng mà cũng có thể chấp nhận được nhỉ. Nó xem mấy con đi cùng nhỉ. Nhưng mấy con đi cùng không khỏe lắm. Có Sanji, Marco, thôi Nick này xem rồi có thể bỏ qua đi. Nick này xem cũng không trội hơn nhiều lắm. Rồi xuống dưới tiếp thì xem Nick Lila Ang nè. Nick Lila Ang nhìn dàn tướng có vẻ nó hơi đuối không? Lila Ang dàn tướng hơi đuối, lực chiến hơi thấp. Thôi Nick Lila Ang bỏ qua. Tiếp tục đến Nick Phương nè. Cái nick nắng là cái nick mình hơi lưu tâm nhé. Mình nhớ nick nắng ngày xưa khá là khỏe, lại off mất một ngày. Chừng hơn nick này thì không ổn rồi, nick này thì không được rồi. Nick này khoảng tầm 12 triệu được chiến. Tướng này chưa thay thế nên nick nắng thì hơi quan tâm nick nắng một chút. Mình nhớ như nick nắng có siêu tướng, nhưng vấn đề ở đây lại offline à. Offline thì đâu? Ở vừa mình nhớ nhầm à? Nick này à không, nick này cũng khỏe phết đấy. Nick này được chiến nó rơi vào khoảng tầm 10 triệu. 10 triệu có Sanji. Oh, tầm 10 triệu được chiến thôi bỏ qua đi. Tiếp tục xuống dưới nick Boruchiko S59 đó. S59 thì mình nghĩ là sẽ không vượt qua nick Dạ Vũ đâu. Thường S59 thì những người chơi S59 ấy, thường bạn nào cao người ta cũng là người cao công hiến luôn. Thì ví dụ như bạn dưới này thấy là cũng không bằng được không? Không bằng được, không bằng được. Tiếp tục xuống dưới tiếp nào. Quá mình check nhiều một chút đi. Thấy có một số bạn mới tới mình không biết. Nick này cấp 182 chắc không mạnh bằng đâu, cái kiểm tra chắc ăn thôi. Thế nhìn qua tướng này không ăn thua rồi, đúng không? Tiếp tục xuống dưới tiếp. Bạn tí ho ở bên S60 này. Đấy bạn ở server sau level thứ người ta cũng hơi thọp một chút xíu so với mặt bằng chung. Nhưng quan trọng có thể biết đâu là hên xui có cái ông top nào người ta kiểu server ra sau công hiến rất thấp ấy, nhưng mà người ta lại mạnh thì cũng chưa biết được. Này có Luffy, Snake Man, Chopper đang để chống à, để không chơi Chopper à? Hơi kỳ nhỉ. Được chiến là tương đối cao nhưng mà bảo là vì không chơi Chopper thì mình hơi là ái ngại. Thì có Chopper mà không chơi thì như vậy liệu vào công hội chiến có chơi hay không. Đây có một con main để đồ rất là cùi, kiểu vứt cho nó có Chopper để không bỏ đồ. Marco thì đang chơi kiểu đồ rất là yếu thôi, nhưng mà Domingo có đồ là ba con này, Luffy. Tại sao Chopper không có đồ nhỉ? Tự nhiên Chopper không có đồ đâu, đéo lắm cho vào. Cái nick này mà cho đồ Chopper vào được chiến chắc lên thêm chút nữa là chắc mình cho vào đánh đấy. Nhưng mà tại Chopper không đồ, chắc mình không dám cho vào. Rồi tiếp tục xuống tiếp đi. Nick vô song chưa nhỉ? Nãy nick tí hon, nick vô song nhỉ? Check lại phát nữa xem nào. Hôm nay là nick vô song rồi sao Chopper không có đồ, không dám cho vào. Tôi đây 77 chào anh em mà. Bạn này lực chiến cũng tầm 16 triệu, nói chung cũng xếp xỉ. Nhưng mà liệu tướng thì sao? Tướng thì vẻ hơi cơ bản một chút nhỉ. Tướng này cũng không ấy lắm, vẫn ưu tiên cho bạn Dạ Vũ. Còn phía dưới ra phần offline đây, còn nick này S58 check note tí. Cái nhìn qua tổng thể thôi. Nick này lực chiến khá là thấp thì chắc không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt đâu. Mấy cấp 160 đổ xuống thì không cho vào nhé. Tại vì đấy người ta không mở tới hạn khắc ấn ý. Thì kể cả có tướng thì đam thường sẽ rất là bé. Nhưng mà phía dưới thì gần như không cần check nữa. Rồi như vậy chốt mình cho Dạ Vũ nhé. Mình nick dưới lực chiến level thấp quá, thứ thì không ăn thua. Rồi về chốt mình cho Dạ Vũ vào lại nhé. Nói chung là hết sức công bằng cho các bạn ấy. Mình sẽ chọn đúng theo nguyên tắc ấy thôi. Và như vậy thì mình đã có cái đội hình full tất cả đồng đội đều online thôi. Với lực chiến thấp nhất nó sẽ rơi vào là 17 triệu lực chiến. Đây vậy có hai nick khoảng tầm đây. Ví dụ ở đây mình có khoảng tầm 6 nick đầu dưới 20 triệu lực chiến. Không tầm 20 triệu lực chiến thì nó rơi khoảng tầm 7 nick đầu. Sau đó từ 20 triệu lực chiến trở lên thì bắt đầu nick số 8. Nó vèo lên một chút xíu đến khoảng tầm đây, đến khoảng tầm nick số 13 là sẽ là những nick tầm 30 triệu lực chiến trở xuống. Sau từ 30 triệu lực chiến đến khoảng 40 triệu lực chiến nó rơi vào khoảng tầm những nick khoảng tầm đến khoảng tầm 20 nick. Còn lại từ cái dàn từ 21 trở đi nó sẽ là bước đột phá không? Ví dụ đây tầm khoảng tầm 40 mấy. Còn từ 21 trở đi ở đây nó à không từ 23 trở đi sẽ là 50 triệu lực chiến, 80 triệu lực chiến, 80
80, 112, 121, 119, 295. Đấy là mình chưa cập nhật lực chiến hiện tại nhé. Ví dụ bạn nhìn trên hình bây giờ anh Gru bây giờ hiện tại lực chiến là 316 thôi. Mình chưa cập nhật thôi. Nhưng mà cái này mình ướm qua đội hình lực chiến khi chưa cập nhật. Anh Tuệ Minh bây giờ cũng rơi lực chiến cũng sắp xỉ 200 triệu lực chiến rồi. Nên thành ra là đấy hiện tại mình đang ấy xem một tí vậy thôi. Thì mình sẽ cập nhật thêm lực chiến vào. Nhưng đây ý nói là cái con số đề xuất hiện tại như vậy ấy, nó khỏe rất là nhiều ấy. Như vậy được cái nhóm 5 là cũng tương đối khỏe đấy. Nhưng mà bảo thực sự khỏe nhất chưa thì chưa. Tại đấy một số ví dụ như server F1 thì cái dàn cuối lực chiến người ta vẫn cao lắm. Mà cái giờ cái thời kỳ này thì thực sự chuyện một top cân 5 nó hơi khó rồi. Cái nhóm đầu thì một top có thể cân 5 được, nhưng mà mấy nhóm sau thì thực sự là hơi khó chứ. Nên là cũng hơi lo đấy. Nhưng mà thôi thì ta, nhưng mà chắc chắn là vòng loại là qua rồi. Cái đội hình thế này không thể nào thua vòng loại được. Nên trước mắt cứ tập cập nhật như vậy đã. Những cái bạn nào mà có trong danh sách chốt này mà chưa cập nhật thông tin chiến đấu thì vui lòng cập nhật vào cho mình nhé. Để có thể ta lấy cái lực chiến to nhất với đội hình mạnh nhất. Tại vì đôi khi lấy cái đội hình từ cái mùa trước nên đôi khi nhiều khi cảm giác chưa mạnh lắm. Ví dụ như Rick Gru mình sẽ cập nhật vào cho cao lên. Để về sơ qua một chút về cái chỗ công hội chiến của bên cụm S59. Bây giờ ta quay về cụm S1. Thì quay về S1 ở đây hiện tại đây thì ta sẽ có thông tin chiến đấu như sau. Ở đây hiện tại off khá là nhiều đúng không? Nên ta sẽ phải cân đối một chút xíu. Với cái dàn cuối thì vẫn còn online đủ, vẫn còn được 10 nick cuối online đủ. Thực ra ứng rồi, 10 nick cuối online đủ. Thì với cái nick online đủ ở đây hiện tại lực chiến cao nhất thì vẫn là nick của mình thôi. Nick của mình lực chiến ở trên 100 triệu một chút xíu. Mình sẽ cố gắng mình cải tổ lên thêm chút nữa. Cao nhì thì nó chênh hơi nhiều. Từ 100 triệu đổ xuống còn hơn 50 triệu. Nó tụt đi mất nửa ấy. Nên thành ra mới bảo vì sao mình bảo cái vòng loại có thể qua được nhưng vòng trong khó đi. Bây giờ mình so cái S59 ra sau bao nhiêu lâu ấy. Nó còn đang một dàn hoành tráng thế kia. Thì giờ nhìn lại cái S1 thì như này nó khó quá. Đúng không? Thì rất là khó đánh. Nên nói chung mình không kỳ vọng đi xa được. Mà chỉ là kỳ vọng là qua vòng loại thôi. Ăn tí qua vòng loại. Hên hên cả công hội yếu chắc đi thêm 1-2 vòng. Còn đen thì chắc dừng luôn vòng đầu. Chỉ gọi cho qua vòng loại thôi. Đấy tiếp tục nhẹ hơn chút xíu khoảng tầm có 2 nick khoảng tầm sấp xỉ 50 triệu được chiến. Còn xuống tiếp để dao động một nick nó khoảng tầm 38 gọi cho sấp xỉ khoảng tầm 40. Còn dưới kia một loạt nick nó khoảng tầm 30 triệu được chiến xuống dưới 20 triệu. Nói chung là khá là yếu rồi. Cái nhóm đầu bây giờ nó chỉ còn vậy thôi. Bây giờ thì có mấy cái nick kia nó off thì chắc là thôi tạo điều kiện cho mấy bạn nào đó kiểu nó khỏe khỏe tí nhỉ. Rồi đây mình xem nick dốc sai ở phía trước nữa, phía trước off khá nhiều. Đấy, nick phía trước off khá nhiều. Ví dụ mình xem cái nick kịp 3 túi thì xem nó khoảng tầm bao nhiêu nhé. Nếu mà thấp quá để thay nick khác vào. Phải thấy nó offline mất rồi. Kịp 3 túi ở đây là bạn này xem nào. Ở đây lực chiến xem mới lực chiến với tướng đang dùng cái gì. Off 30 ngày chắc không có hội sở lại đâu. Lực chiến chỉ có khoảng tầm 4 triệu lực chiến này. Yếu quá. 4 triệu lực chiến thì thực sự không thể bằng được mấy ông đang online đâu. Ta xem từ nick thứ 31 nhé. Mình có nick giảng hòa. Nick giảng hòa xem lực chiến bao nhiêu nào. Chứ không phải cái server cũ là khủng khiếp đâu. Tại vì đơn giản là không được gộp server nên cũng chả có ai mạnh hơn nữa. Dù nick này chơi được 8 triệu lực chiến này nó mạnh hơn rồi đúng không? Có thể về tướng cái thứ thì không bằng nhưng mà ít nhất là lực chiến nó cao hơn. Lực chiến thì nhìn lại chắc đúng không? Đúng rồi, lực chiến 8 triệu lực chiến thì cho gỗ cái nick giảng hòa vào đi. Off nhiều quá thì nó khó, nick này xem nào. Nick này được khoảng tầm 6 triệu được chiến này, tướng nó hơi bình dân một tí nhưng mà tôi để toàn nick cày chay ấy mà, nhưng mà tôi nhất cũng cao hơn chút xíu. Nói chung là lực lượng đợt này yếu quá nhá, toàn off thôi. Đây này cấp 157 chắc hơi khó nhưng chắc mình ưu tiên cho mấy bạn còn đang on vào tí. Không, nick này yếu quá không cho rồi nhá. Đây thôi mình chốt lấy thêm 2 nick kia vào. 2 nick kia thấy nó vừa nó không yếu lắm, mình cho vào. Vậy thay đổi người ra trận nên mình sẽ cho rời cái nick 30 ngày ra này. Nếu xét theo lực chiến đây SN thì cũng là ít yếu thì cho ra ngoài nốt. Còn cho hai cái nick kia lực chiến nó cao hơn mà. Cho nick giảng hòa với lại cái nick gì nhỉ? Đây nick này và. Thực ra cái nick rap mình cũng có cầm đấy cho vào cũng khỏe phết đấy. Nick tiếp theo nick mà so với nick mạnh có vẻ yếu hơn. Đi mình check lại cái nick mạnh một tí xem nick mạnh đang chơi cái nick gì. Mặc dù nó offline rồi thì vẫn còn lưu đội hình mà. Thì mình xem cái nick mạnh đang chơi cái nick gì nhỉ? Nói chung là lực lượng bây giờ nó khá yếu rồi nhé. Tướng nick này chắc là ngon hơn của nick rap ấy. Nó có những tướng nana nick rap mà chắc nó khỏe hơn. Ok, cứ để nick này chơi đi. Nói như vậy là chốt đội hình của bên S1 nhá, giờ này yếu quá thì mất thôi. Nói chung lực lượng nát quá. Nói chung chỉ mỗi cái S59 là lực lượng on đủ nhá. Các lực lượng sau thì off nhiều quá rồi.
Nói dàn cuối này nói chung là cũng không khó lật kèo lắm. Bây giờ các server rồi mạnh lắm rồi. Căn bản các server bây giờ không phải người ta mạnh hơn S1 đâu, mà thực ra là do người ta được gộp server nhiều. Cái S1 của mình nó nhạy cảm, nó không được gộp nên là mình ra nó bị chia lực lượng ra thì nó khó. Thôi nhân như vậy ta sơ qua một chút về tình hình lực lượng như vậy. Còn lại bây giờ thôi, có lẽ mình kết thúc video ở đây, ta khảo sát qua tình hình một chút xíu thôi. Sau đó có thể quay bạn xem các vòng trong. Còn bây giờ hiện tại mình kết thúc video ở đây thôi, vì cái quá trình bây giờ tu sửa cái nick rất là dài ấy, mình cũng chả quay video làm gì. Mình đi vào các nick mình cập nhật thông tin cho các nick đây, nó nhiều lắm. Mình kết thúc video ở đây. Nếu bạn nào thấy video hữu ích cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và ta cùng nhau chờ đón các cái vòng trong của cái công hội chiến xem là liệu có điều bất ngờ xảy ra không, hay sẽ lại một chiến thắng rất là áp đảo hay thua rất là áp đảo, kiểu vậy. Ta sẽ xem sau nhé. Bây giờ tạm biệt các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé.